mình đã rời một cái địa điểm mình vừa đến du lịch xong ha. Giờ mình sẽ đi qua một cái chỗ khác, chỗ thứ hai. Đấy, thì hồi nãy giờ mình ở trên đó quay phim cho tất cả các bạn mấy anh em xem, là trong cái quá trình mình đến đó và mình trải nghiệm, mình đi cho cá ăn rồi câu cá. Đây, hiện giờ thì trên mực biển rất là đẹp, bạn thấy không? Giờ mình sẽ đi đến một địa điểm thứ hai để mình quay cho tất cả các bạn mấy anh em cùng xem. Đây rất là đẹp, giờ này là ở trên biển không có một sóng luôn. Còn có mấy cái bọc gì nó trôi nè. Này người ta đặt lú đó các bạn. Rồi đá nhảy rất này rất là đẹp ha. Quá tuyệt vời luôn cái phong cảnh rất này. Đấy các bạn thấy không, ở xa xa trên màn hình. Rồi rất là đẹp. Rồi cái này cũng đã là chiều rồi ha. Tiếp theo ha, mình sẽ chạy một vòng ở trên này cho các bạn mấy anh em cùng ngắm cái biển ở trên đây.
rất là hoang sơ, nước rất là trong, rất là sâu. Còn có mẹ đó bạn, em đây đó bạn. Đây các bạn thấy rất là đẹp. Rất là may mắn cho mình hôm nay không có một ngọn gió hay như thế nào luôn. Bây giờ mình sẽ cho con bào kéo chạy cặp cái hòn cho con bào kéo chạy cặp cái hòn này để cho các bạn cùng xem. Rất là tuyệt vời. Con tàu kéo mà đi ra bao nhiêu cái hòn nãy giờ rất là nhiều. Thì cũng như mình đã nói từ nãy giờ, thì lần đầu tiên mình mới được đi biển thì mình mới trải nghiệm được một cái thử thách là ở trên biển. Thì các bạn mấy anh em xem, nếu mà có sơ sót gì thì thông cảm cho mình. Tại vì cũng giống như mình hai lúa đi Sài Gòn đó các bạn, thì mình ngược lại mình cũng giống như là mình nào giờ mình không biết đến biển, mình sẽ đi tham quan, mình cũng trải nghiệm cái cuộc sống ở trên biển như thế nào ha. Thấy bây giờ thì con tàu mình đang tiến gần đến cái chiếc ghe ở phía trước màn hình đó bạn. Thì mình đang tiến gần ở đó nha để mua mực. Thấy giờ thì đang chạy chậm chậm lại. Ông đó hả? Ghe này đang đậu trên biển, chắc là mình nghĩ là bủa lưới hay bủa lú gì xong rồi đó, bởi vì là mới đậu đi để chờ mấy con nước rồi mới kéo. Anh chia cho em 600.000 mực. Bây giờ mình đi lên trên chiếc tàu này nhé. Ghe ốc hả chú ha? Đây bây giờ thì mình đã chưa má ơi, con còn bên đây mà giọt nè tiền nè anh. Anh không lấy tiền. Chiếc ghe này đánh bốc ốc nhau.
Giờ chú đang bắt mấy con mực ở dưới lên ha. Ủa chừng nào mình mới kéo? Bọc này ha. Dạ, anh em giùm em cảm ơn nhiều nha, bắt tay cái ơi. Rồi ok, đấy bây giờ thì mình tiếp tục mình đi nữa nha. Trong đất liền đó đi ra ngoài hòn nè, giờ mình thì cũng gần cập được với hòn rồi đó. Địa điểm du lịch mình đến đó là địa điểm thứ hai. Rất là đẹp các bạn, hy vọng các bạn mấy anh em cùng có một chuyến đi như thế này. Đấy, bây giờ thì mình đang tiến dần dần đến một cái hòn nghệ nha. Hòn này là hòn nghệ. Các bạn trên màn hình thấy ở đây là cái cuộc sống của bà con ngư dân trên biển này. Đó là những cái bè người ta nuôi cá đó. Đấy, bây giờ mình sẽ lại gần sát hơn chút nữa cho mọi người cùng xem cái chỗ trước trên màn hình ảnh nhỏ của các bạn. Thì ở chỗ đó cái mực nước nó ăn mòn cái một cái giống như một cái dồ nó đưa ra, các bạn thấy không? Đó, nước nó khuyết vào như vậy luôn đấy. Rất là bình yên, một cái cảm giác rất là thanh bình các bạn. Nước ở chỗ này rất là xanh, nước thì rất là sâu luôn. Thấy cái phao này là người ta để đặt lú hay là người ta nhân lưới á, để người ta làm dấu á. Ở phía xa có một chiếc tàu đang chạy ra. Ồ, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Quá đẹp luôn cái chỗ du lịch này. Nhìn cái một cái tượng đá cho chà bá luôn, mà rất là thiên nhiên, rất là hoang sơ. Thì cái chỗ này người ta ít có tới lui ra đây ha. Tại ở trên đây các bạn thấy không, không một bóng người tới lui. Rồi có chiếc ghe chạy cặp cái hòn nè, nhìn rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ ghe đang dần dần vô, mình sẽ lại gần hơn chút xíu cho các bạn cùng xem. Ghe mình đang chạy sát bờ luôn ha. Chiếc ghe đó là chiếc ghe để đổi nước lọc bán hàng quá để cho bà con đó các bạn, cũng như cái chiếc xuồng hàng ở trong kinh mình vậy. Rất là tuyệt vời, đẹp không tả nổi luôn. À, các bạn thấy không, cái đá mà nó cứ mòn vô như vậy luôn á. Wow, nhìn nó mát ghê luôn.
nước rất là xanh, mấy con chim nó bay nữa, tuyệt vời thật các bạn. Mình hy vọng các bạn sẽ có một chuyến nào đó đi du lịch và đi trên đây được như mình. Bạn thấy chưa, cái địa điểm rất là lý tưởng luôn. Đó, cái chỗ mà ở bên dưới các bạn, mấy anh em xem đó, là mình nghĩ là sóng đánh và nó mòn vô nó khuyết như vậy đó, không biết có chính xác không nha, thì mình biết được như vậy thôi. Chứ còn bắt đầu mát, tuyệt mát luôn các bạn, quá mát, rất là tuyệt vời ha. Các bạn thấy cây nó mọc thiên nhiên nè, mình thì chẳng biết cái cây gì nhưng mà nó mình rất là thích cái một cái sự thiên nhiên nó kỳ thú như vậy, trong đó rất là nhiều hang, rất tuyệt vời. Wow, phải nói là đẹp luôn các bạn. Bên đây thì có chiếc tàu thuyền đánh bắt nè, mình vô cùng thích thú những cái phong cảnh như thế này. Khi mà đang ở đây thì rất là mát, tại vì mình nghĩ là ở gần vách đá đó, rồi cái có một cái nhiệt độ rất là lạnh lạnh, rất là dễ chịu, rất là đẹp. Ở xa nhìn lại cũng rất là đẹp. Một cái cây này, cái cây gì ha, mà nó cứ rễ nó cứ dồ dồ nhô nhô ra nhìn lạ lạ. Rất là tuyệt vời. Đây, còn là cây này là cây quan nha các bạn, chứ không có cây ăn trái đây. Mà nếu có cây ăn trái đây thì mình nghĩ chắc cũng không ai bẻ được đâu, tại vì nó cũng rất là nguy hiểm, rất là treo leo ở trên một cái vách đứng sừng sững như vậy, mà một cái tượng đá rất là lâu năm, mà mình nghĩ nó không có bị ăn mòn, rất là tuyệt vời. Đó, ở bên trong trên màn hình các bạn và mấy anh em thì cái đó, ở trong kia có một bãi tắm rất là tuyệt vời các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Quay mấy người lại tắm kìa. Tắm đâu rồi vô tắm. Anh chạy sát vô.